Tôi đến nhà thờ Sông Vĩnh ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, các chị đứng phía trước nha, các đứng phía sau nha. Thờ này lớn, cắt theo kiểu Gothic, giống giống nhà thờ Notre Dame ở Paris. Giờ ta đây chụp hình. Đó là giờ trước cái ngõ vô nó làm cũng đẹp. Cái ngõ cổng vô cũng đẹp. Xung quanh này có mấy cái tượng, nó làm mấy tượng rồi. Nhớ mấy cái tượng. Đứng sau là trốn luôn, không thấy mặt. Okay, mình đứng trước đây, đứng đây cũng được mà. Ngân hồng có cái nhà này nữa nè, cũng như chắc nhà tây thất vậy đó. Tượng Chúa Giêsu mang cây thập tự. Cái tượng của một cái ông thánh nào đó. Thờ rất cao. Rồi chắc được mấy hơn 50-60 thước vậy. Cái tour. Bây giờ lên cái ngõ này. Này cái cầu thang nó làm, không phải cầu thang mà cái đường đi lên thôi. Lên ngõ này thử nó đẹp không. Tượng mấy thiên thần mà. Đến đây thấy cổng trường ở trước. Ở trong này chắc lớn lắm, cao. Cao rồi không? Nóc nó cao. Ngang đây quay. Nhà thờ này rất là lớn. Người ở đây hùng tiền lại đang xây cái nhà thờ này. Cũng nhà thờ này được cắt cũng 10 năm.
10 năm một tháng vậy. Ở trước có hình Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tên cao kìa, cái nóc này. Làm mấy cái cửa đẹp mà đủ màu hết ha. Đây là đá, như đá Ba Cường ha. Trên nó có người ta lên là được, ở trên nó ngồi trên được. Có đường đi lên nè. Có thang lên. Mình sẽ đi ra. Rồi giờ mình đi xuống phía bên này. Đây là hướng dẫn viên nè, chụp hình. Thiên thần. Nhà bên kia đó, nhà này cũng lớn ha. Nhà này là bên hông cho mấy sinh viên này kia họ học giáo lý này kia với mấy người tu hành ta ở nè. Còn đây bên hông nhà thờ, đây bên hông nhà thờ, thờ rất lớn, có cô dâu đây, cô dâu là bữa nay là làm lễ thờ đây để chụp hình. Quay mặt cô dâu thử coi. Đây là chấm dứt chương trình video. Mời các bạn xem video kỳ sau. Nhớ đăng ký. Bye bye.